KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn. Hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ Kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ Kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ căn 214 gian hàng số 8 và 9. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị hợp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699. Kính chào quý khán giả đến với chương trình Talk Show giới thiệu đến vị trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chị Bích, chủ nhân của tiệm, tiếp tục on air giới thiệu chúng ta những mặt hàng on sale thật đặc biệt trên Lido Sài Gòn TV. Hồng Khanh xin chào chị Bích. Dạ, em chào anh Hồng Khanh. Hôm nay một tuần đi nhanh quá quý vị. Mới đây đã hết một tuần rồi. Bây giờ là hôm nay là Bích lên đây là 33 món quý vị. Là cái thứ nhất là nếu quý vị có ghé qua tiệm KNP Đại Phát. Đại Phát có chữ KNP mà cái put number số 8 và số 9 nha quý vị. Quý vị kiếm đúng Bích thì Bích cho quý vị special là những cái giá thật nhẹ nhàng cho quý vị nhé. Đây bây giờ là món số 1 quý vị. Là một cái đôi bông tai vàng trắng 18K. Có 4 cháu cộng thêm 2 cái viên hột xoàn. Mỗi viên là 4 ly 2. VVS1 mà nước y color thật tuyệt vời quý vị. Nước y thì quá trắng rồi. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 1.200 đô rồi. On sale ngày hôm nay chỉ có là 980 đô. Cái xoàn 4 ly 2 mà là VVS1 nước E-Color. On sale tuần này chỉ có 450 đô một viên. Nhân 2 là 900. Còn cái vỏ xoàn là 4 cháu chỉ có 80 đô mà thôi. Hai cái cộng lại là 980 đô. Thật tuyệt vời, những 4 ly 2 của Bích là nước Y, phải là nước Y. Mà là VVS1 là phải đúng là VVS1 quý vị. Thành ra là cái giá mà Bích kỳ này mua về được cái lô hàng chỉ có 450 một viên. Vừa rẻ mà vừa đẹp quý vị. Qua món số 2 là một cái chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K có 6 cái viên xoàn vuông hai bên. Là năm mỗi bên là 3 viên đó quý vị. Là cái khoảng là 2 ly rưỡi một viên. Cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 1 carat 15 mà nước key color VVS1 cộng với 3 cái excellent. Đường kính của viên này được 6 ly 74 mà viên này có cả hot and arrow excellent luôn. Viên này có giấy giám định của quốc tế đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 5.500 đô rồi. On sale ngày hôm nay chỉ có 4.350 đô. Cái xoàn 1 carat 15 mà nước key color VVS1 on sale tuần này chỉ có 3.900 đô. Quý vị nhớ là phải mua những viên hột xoàn có giấy giám định của GIA. Even nó là nước key, nó rất là trắng. Nó y đẹp hơn những cái viên hột xoàn không có giấy quý vị. 1 carat 15 nước khi mà VVS1 có giấy giám định của quốc tế chỉ có 3.900 thôi thì quá tuyệt vời quý vị. Còn cái nhẫn xoàn là 450, hai cái cộng lại là 4.350 đô. Qua món số 3, một cái chiếc vòng xoàn vàng trắng 18K. Có khoảng 24 viên xoàn nhỏ cộng với 10 cái 2 viên xoàn là mỗi viên là 3 ly rưỡi. VVS1 thì sạch tuyệt vời, nước E-Color thì chẳng quả quý vị. Sạch đẹp không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 4.650 đô. On sale ngày hôm nay chỉ có 3.780 đô. Cái xoàn 3 ly rưỡi VVS1 nước E. Tiệm vàng KNP Đại Phát vẫn còn on sale chỉ có 250 đô một viên. Mà thật trắng, mà nước y là đúng là nước y. Mà VVS1 cũng phải đúng là VVS1 tuyệt vời luôn quý vị. Cái vòng này chỉ có 3.780 đô. Qua món số 4
là một cái chiếc nhẫn xoàng kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 60 viên xoàng nhỏ cộng với một cái viên xoàng chính giữa là 4 ly 93, mà được nước đi gọi là đi là top on the line của GIA rồi quý vị. VVS1 thì sạch tuyệt vời là 2V, tức là không bọt không than đó quý vị, 2V cộng với 3 cái excellent. Cái fluorescent đó là none. Cái viên này có cả hot and arrow excellent luôn quý vị. Viên này có giấy giám định của quốc tế đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 2.600 đô rồi. On sale ngày hôm nay chỉ có 2.080 đô. Cái xoàng 4 ly 9 mà nước ti color VVS1 chỉ có 1.500 đô. Cái nhẫn xoàng là 509, hai cái cộng lại là 2.080 đô quý vị. Qua món số 5 là một cái chiếc nhẫn xoàng kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng là 40 viên xoàng nhỏ cộng với một cái viên xoàng chính giữa là 1 carat 31. Mà nước chi color chi là chi cho nó quý vị, chi cho thì nó quá trắng. Chi cho của GIA chứ không phải chi cho ngoài giấy. Nó GIA thì nó quá trắng quý vị. Đường kính của viên này được 7 ly 04. VVS1 thì 2V thì sạch tuyệt vời rồi, cộng với 3 cái excellent. Viên này có giấy giám định của quốc tế đó là GIA, sạch đẹp không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 7.800 đô, on sale ngày hôm nay chỉ có 6.450 đô. Cái xoàng 1 carat 31 mà nước chi color VVS1 chỉ có 5.200 đô. Cái nhẫn xoàng là 1.250, hai cái cộng lại là 6.450 đô. Qua món số 6 là một cái chiếc nhẫn nam vàng 18, là màu vàng đó quý vị. Có khoảng 8 cái viên xoàng nhỏ hai bên, cộng với một cái viên xoàng chính giữa là 1 carat 08, nước key color, key của GIA thì quá trắng quý vị. VVS1 là 2V thì sạch đẹp rồi quý vị, quá sạch. Cộng với 3 cái excellent, đường kính của viên này được 6 ly 60. Viên này có giấy giám định của quốc tế đó là GIA, sạch đẹp không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 5.600 đô, on sale ngày hôm nay chỉ có 4.550 đô. Cái xoàng 1 carat 08 nước key color VVS1 chỉ có là 3.900 đô. Cái vỏ xoàng là vỏ xoàng nam á là 650 đô, là hai cái cộng lại là 4.550 đô. Qua món số 7 là một cái mặt đất mẹ vàng 18 mà màu vàng chứ không phải màu trắng. Có khoảng 30 viên xoàng nhỏ, mỗi viên là 2 ly. VS1 nước e-color, sạch đẹp quý vị. Cái đất mẹ này thì ai cũng có thể làm được mà ăn thua cái tiệm nào mà nhấn cái hột xoàng nó có trắng, nó có trong, nó có đẹp hay không thôi. Thành ra cái mặt đất mẹ này á, tiệm vàng của KNP Đại Phát nó rất đẹp quý vị. Giá on sale tuần này chỉ có 780 đô. Còn nếu mà giá thị trường là 980 rồi, cái mặt đất mẹ này nó rất đẹp mà nó trong. Những từng viên hột xoàng là bích tuyển chọn, không có than quý vị. Thật đẹp. Qua món số 8 là một cái đôi bông tai xoàng kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K. Có khoảng 24 viên xoàng nhỏ cộng với hai cái viên xoàng, mỗi viên là 4 ly. VVS1 là 2V, sạch đẹp. E-color là nước Y là quá trắng rồi quý vị. Sạch đẹp không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 1.350 đô. On sale ngày hôm nay chỉ có 1.080. Bông xoàng á, là 208, còn cái xoàng 4 ly VVS1 vẫn còn on sale ở tiệm vàng KNP Đại Phát thì chỉ có là 400 đô một viên, nhân 2 là 800, hai cái cộng lại là 1.080. Đây tất cả là 8 món, mong quý vị gọi vô cho KNP Đại Phát ở số phone là 714-305-8089 quý vị nhé. Cảm ơn chị Bích. Sau đây Phạm Khanh sẽ lặp lại 8 món nữ trang đầu tiên trong chương trình talk show hôm nay. Món thứ nhất đó là một đôi bông tai vàng trắng 18K, 4 chấu, xoàng 4 ly 2 VVS1 nước e-color.
cho anh sao là 980 đô. Mẫu thứ hai đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18 k có 6 viên xoàn vuông, giá on sale là 4.350 đô. Và món thứ ba đó là một chiếc vòng xoàn vàng trắng 18K có khoảng 24 viên xoàn nhỏ cộng 12 viên xoàn 3 ly rưỡi PBS One Đức E-Color, giá on sale là 3.780 đô. Món thứ tư đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K có khoảng 60 viên xoàn nhỏ cộng với một viên xoàn 4 ly 93 Đức D David Color PBS One Three Excellence, giá on sale là 2.080 đô. Và món thứ năm đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K có khoảng 40 viên xoàn nhỏ cộng một viên xoàn 1 carat 31 nước J. John Color PBS One Three Excellence, giá on sale là 6.450 đô. Và món thứ sáu đó là một chiếc nhẫn nam vàng 18K có khoảng 8 viên xoàn nhỏ cộng một viên xoàn 1 carat 8 nước K Carry Color PBS One, giá on sale là 4.550 đô. Món thứ bảy đó là một mặt Đức Mẹ vàng 18K có khoảng 30 viên xoàn nhỏ, mỗi viên là 2 ly VS One nước E Color sạch đẹp, giá on sale là 780 đô. Và món thứ 8 đó là một đôi bông tai xoàn kiểu Hồng Kông vàng 18K có khoảng 24 viên xoàn nhỏ cộng 2 viên xoàn 4 ly PBS One nước E-Color, giá on sale là 1.080 đô. Quý vị gọi ngay cho chị Bích ở số điện thoại là 714-305-8089 để order. Bây giờ xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại và sau đó chúng tôi sẽ trả lại ngay. K&P Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ Kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ Kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại K&P Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9. K&P Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị hợp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699. K&P Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ Kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ Kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại K&P Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9. K&P Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị hợp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Talk Show với trung tâm hộp xoàn K&P Đại Phát. Thưa vị, trung tâm hộp xoàn K&P Đại Phát nằm trên lầu 2 thương xá Phú Lộc Thọ, căn 214, bút số 8 và số 9. Đi từ cửa trước thương xá Phú Lộc Thọ vào đến sân khấu chính và sau đó lên lầu. Qua khỏi bút security thì trung tâm hộp xoàn K&P Đại Phát nằm bên tay phải của quý vị và phải gặp đúng chị Bích là chủ nhân của tiệm đây để mà order hoặc là lấy những cái mặt hàng mà quý vị đã từng order. Rất là dễ nhận ra trung tâm hộp xoàn K&P Đại Phát là quý vị qua khỏi bus security, nhìn bên tay phải thấy tiệm nào đông đông là tiệm của chị Bích, lúc nào cũng đông khách. Làm sao mà hay quá vậy chị? Dạ. Hôm vừa rồi Phạm Khanh tới cũng có khách đông lắm, đông đúng rồi. Đặt hàng lúc nào cũng có khách, rất là hay. Dạ. Dạ. Nhờ anh Phạm Khanh quảng cáo đó quý vị. Cái thật sự ra cái điều quan trọng nhất của trung tâm hộp xoàn K&P Đại Phát đó là tạo được sự uy tín đối với khách hàng. Phải không ạ? Có sao nói vậy, hộp xoàn mà nhiều khi có nhiều người đâu có rành đâu, phải không ạ? Thì nhờ các chị đây cố vấn và họ mua về rồi họ thấy là họ tin tưởng được rồi thì là cần trao đổi hay bất cứ một cái gì chị Bích cũng sẵn sàng giúp đỡ, phải không ạ? Cái những cái mặt hàng mà mình không có rành thì chứ có nước là giao cái niềm tin mình cho người chủ nhân mà thôi. Và nếu mà chủ nhân mà phải nói là hành xử một cách tốt đẹp, buôn bán đâu đó đàng hoàng thì khách hàng cứ trở lại hoài, nữ ra đến tiệm chị Bích lúc nào cũng đông. Có rất là nhiều khách hàng cũ đến với tiệm của chị, phải không ạ? Dạ, cảm ơn Phạm Khánh. Bây giờ thì tiếp tục chương trình, chị Bích sẽ giới thiệu cho chúng ta 8 món nữ trang kế tiếp trong chương trình Talk Show ngày hôm nay. Xin mời chị. Dạ, đây là món số 9 quý vị. Một cái đôi bông tai xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K có khoảng 24 viên xoàn nhỏ cộng với 2 cái viên xoàn 4 ly 2 VVS1 là 2V sạch đẹp nước E-Color, không bọt mà cũng không than, giá thị trường là 1.500 rồi quý vị. On sale ngày hôm nay chỉ có 1.220 đô. Cái bông tai đó là 320, còn cái xoàn 4 ly 2 vẫn còn on sale chỉ có 450 đô một viên, nhân 2 là 900, hai cái cộng lại là 1.220 đô. Qua món số 10 là một cái mặt xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K có khoảng 30 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn 4 ly 9 nước E-Color VVS1
thì cộng với 3 cái excellent. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 2.300 đô rồi. On sale ngày hôm nay chỉ có 1.860 đô. Cái xoàng 4 ly 9, nước y khó là VVS1, chỉ có là 1.500 đô. Cái mặt xoàng của Hồng Kông là 360 đô. Hai cái cộng lại là 1.860 đô. Quá tuyệt vời quý vị. Qua món số 11 là một cái chiếc nhẫn xoàng kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K, có khoảng là 54 viên sằng nhỏ, cộng với một cái viên xoàng chính giữa là 1 carat 03. IF mà nước khi color, có cả hot and arrow excellent luôn quý vị. Đường kính của viên này được 6 ly 56. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 5.500 đô. On sale ngày hôm nay chỉ có là 4.450 đô. Là cái xoàng 1 carat 03 mà nước khi khó là được IF luôn quý vị, chỉ có 3.600 đô. Cái nhẫn xoàng là 850, hai cái cộng lại là 4.450 đô. Quá đẹp quý vị. Qua món số 12 là một cái đôi bông tai xoàng kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K, có khoảng là 30 viên xoàng nhỏ, cộng với hai cái viên xoàng chính giữa là 5 ly rưỡi. Nước G color, G là G girl đó quý vị, là hàng xóm của nước F, F rồi tới G đó. Cái viên này được IF thì quá sạch luôn đó. IF là sạch hơn VVS1, là anh của VVS1, cộng với 3 cái excellent. Cái fluorescent của hai cái viên này là none. Có cả hot and arrow excellent luôn. Đó là 8 trái tim và 8 mũi tên. Hai cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 6.000 đô rồi. On sale ngày hôm nay chỉ có 4.980 đô. Cái xoàng 4 ly rưỡi mà nước G girl là G color IF chỉ có 4.500 đô. Cái bông xoàng là 480, hai cái cộng lại là 4.980 đô. Cái đôi bông tai này rất tuyệt vời quý vị. Qua món số 13 là một cái mặt xoàng kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K, có khoảng là 35 viên xoàng nhỏ, cộng với một cái viên xoàng chính giữa là 4 ly 7. Nước I color, nước I thì quá trắng rồi quý vị ạ. VVS1 là 2 vi thì sạch tuyệt vời, cộng với 3 cái excellent, tức là 3 excellent. Quý vị mua GIA, quý vị nhớ đếm không có đủ 3 excellent, tức là cái viên xoàng thì nó không có được lấp lánh. Quý vị đếm đúng 3 cái excellent thì quý vị dễ mua hơn. Tại nhiên là quý vị mua giả hãng của GIA thì cái gì có sao nó nói vậy rồi. Thì nha là dễ là cho mấy bác không biết mua nhiều thì mấy bác nói là đếm đúng 3 cái excellent. Nhớ là cái table đừng có quá 60. Để những cái đơn giản như vậy thì quý vị dễ mua. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 1.300 đô. Còn on sale ngày hôm nay chỉ có 1.060 đô. Cái xoàng 4 ly 7 nước I color VVS1 chỉ có 680 đô. Còn cái mặt xoàng thì của Hồng Kông là 308. Qua món số 14 là một cái chiếc nhẫn xoàng kiểu Hồng Kông, vàng trắng 18K, có khoảng là 74 viên xoàng nhỏ, cộng với một cái viên xoàng chính giữa là 5 ly 7. Nước H color là IF. Nước H thì quá trắng rồi quý vị, mà được IF thì coi như là sạch tuyệt vời, cộng với 3 cái excellent. Cái fluorescent của viên này là none. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 4.000 đô rồi. On sale ngày hôm nay chỉ có 3.230 đô. Cái xoàng 5 ly 7 mà nước Hex Color mà IF thì sạch tuyệt vời, chỉ có là 2.450 đô. Còn cái nhẫn xoàng là 780, hai cái cộng lại là 3.230 đô.
cái món số 15 là một cái vòng xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng là 125 viên xoàn nhỏ cộng với 3 cái viên xoàn là 4 ly mốt VVS1 mà nước e-color sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 4.000 rồi quý vị, on sale ngày hôm nay chỉ có 3.300 đô thôi, quá đẹp. Cái xoàn 4 ly mốt là nước e-color mà nước e VVS1 luôn quý vị, là chỉ có là 400 đô một viên nhân 3 là 1.200. Thì cái vòng xoàn thì quá tuyệt vời quý vị. Qua món số 16 là một cái chiếc nhẫn xoàn là 5 hộp, một cái chiếc nhẫn có 5 hộp xoàn vàng trắng 18K, có 5 cái viên xoàn, mỗi viên là 4 ly 2 VVS1 mà nước e-color sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 2.950 đô, on sale ngày hôm nay chỉ có là 2.400 đô. Cái xoàn 4 ly 2 và VVS1 nước e-color chỉ có 450 đô một viên, nhân 5 là 2.250 đô. Còn cái vỏ xoàn 150, hai cái cộng lại là 2.400 đô. Đây tất cả là 16 món, mong quý vị gọi vô cho KMP Đại Phát ở số phone là 714-305-8089 quý vị nhé. Cảm ơn chị Bích. Và sau đây Phạm Thanh sẽ lặp lại món nữ trang từ món số 9 đến món số 16 trong chương trình hôm nay. Món thứ 9 đó là một đôi bông tai vàng hộp xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 24 viên xoàn nhỏ cộng 2 viên xoàn 4 ly 2 VVS1 nước e-color, giá anh sẽ là 1.220 đô. Món thứ 10 đó là một mặt xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 30 viên xoàn nhỏ cộng 1 viên xoàn 4 ly 9 nước e-color VVS1 3X, giá anh sẽ là 1.860 đô. Món thứ 11 đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 54 viên xoàn nhỏ cộng 1 viên xoàn 1.03 nước IF color, giá on sale là 4.450 đô. Món số 12 đó là một đôi bông tai xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 30 viên xoàn nhỏ cộng 2 viên xoàn 5 ly rưỡi nước Jigger color IF Tree Excellent, giá on sale là 4.980 đô. Và món số 13 đó là một mặt xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 35 viên xoàn nhỏ cộng 1 viên xoàn 4 ly 7 nước I color VVS1 Tree Excellent, giá on sale là 1.060 đô. Món số 14 đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 74 viên xoàn nhỏ cộng 1 viên xoàn 5 ly 7 nước H Henry color, giá on sale là 3.230 đô. Và món số 15 đó là một chiếc vòng xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 125 viên xoàn nhỏ cộng 3 viên xoàn 4 ly 1 VVS1 nước E color, giá on sale là 3.300 đô. Và món số 16 đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông 5 hộp vàng trắng 18K, có 5 viên xoàn 4 ly 2 VVS1 nước E color, giá on sale là 2.400 đô. Xin vị gọi ngay cho chị Bích ở số điện thoại là 714-305-8089 và nhớ là phải nói rõ cái số thứ tự của món nữ trang mà quý vị muốn order, 714-305-8089. Bây giờ xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại và sau đó chúng tôi sẽ trả lại ngay. KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn JA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ Kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ Kim. Hộp xoàn JA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Son TV những viên hộp xoàn GAA giá trị, hộp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699. KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GAA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ Kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ Kim. Hộp xoàn GAA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Son TV những viên hộp xoàn GAA giá trị, hộp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Talk Show giới thiệu đến vị trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát. Và thưa quý vị, đây là phần 3 của chương trình ngày hôm nay Talk Show.
Đây là chương trình truyền hình trực tiếp. Khi quý vị xem lại cái chương trình này đó thì xin quý vị gọi vào cái số điện thoại của chị Bích, đó là 7143058089, 7143058089, và nhớ ghi lại cái số thứ tự của món nữ trang mà quý vị yêu thích, gọi ngay đừng chần chờ, vì biết đâu cái món mà quý vị yêu thích thì cũng người khác cũng thích luôn. Thành thử ra chúng ta order sớm thì chúng ta sẽ được cái món nữ trang mà chúng ta thích, ngoài ra còn hưởng được cái chương trình promotion đặc biệt nữa. Bây giờ thì chị Bích sẽ giới thiệu 8 món nữ trang kế tiếp trong chương trình hôm nay. Xin mời chị. Dạ, cảm ơn Phạm Khanh. Trước khi Bích vô cái món số 17, Bích nói cho quý vị nghe là nếu mà quý vị ở tiểu bang, mà ở xa tiểu bang thì quý vị cứ việc gọi những cái món hàng quý vị muốn, quý vị thích. Mà một mai Bích gửi qua mà quý vị không vừa ý thì quý vị đừng lo, quý vị cứ việc gửi lại cho Bích và quý vị không bị lỗ đồng nào, quý vị nhớ. Chứ không phải là quý vị gọi cái là và Bích ép quý vị phải lấy, Bích không bao giờ. Tại vì những cái món hàng của Bích rất là hot, quyền cô này không lấy thì người khác cũng lấy. Tại vì nhiều khi một món hàng tới 2-3 người họ cũng xếp hàng, họ chờ đợi. Thì quý vị đừng có worry là gọi rồi gửi qua không vừa ý thì quý vị không có vui. Thành ra Bích những cái món hàng của Bích mà quý vị không vui thì Bích cũng chẳng có vui được tí nào đâu. Thành ra là quý vị nên nhớ là ở tiểu bang mà gọi cứ thả giang, mà cứ thích cái gì cứ gọi, mà Bích gửi qua mà quý vị không thích đó, quý vị đừng có ngần ngại, thì cứ gửi trả về cho Bích là không bị lỗ đồng nào. Nên nhớ gọi sớm chứ để cho người thứ hai họ sẽ chờ đợi những cái món hàng đó nha quý vị. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái luật của của Bích đó, vẫn là bán độ lớn là 5%, còn bán lại là 15%. Quý vị, những cái đó là rất là normal là hồi giờ rồi. Thành ra mong quý vị đừng có cái gì quý vị cứ gọi. Và còn nữa là nếu mà Bích không có trả lời kịp trong cái thời gian mà giờ, trong thời gian mà bệnh làm mà bán đó, quý vị cứ việc gọi Bích hoặc là thét Bích sau cái 8:30 tối hoặc là 9:00 Bích sẽ trả lời và sẽ gọi phone lại cho quý vị. Quý vị gọi order những cái món hàng sau giờ 8:00 PM và buổi tối đó là Bích vẫn answer cho quý vị nhé. Bây giờ đây là món số 17, là một cái chiếc nhẫn xoàng kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng là 60 viên xoàng nhỏ cộng với một cái viên xoàng chính giữa là 2 carat 06, là 8 nút đó quý vị. Đức khi color mà được IF cộng với 3 cái excellent. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Đường kính của viên này là 8 ly 1. Giá thị trường là 18.000 đô rồi. On sale ngày hôm nay chỉ có là 13.800 đô. Cái xoàng 2 carat 06 nước khi color IF chỉ có là 12.300 đô. Cái nhẫn xoàng là 1.500, hai cái cộng lại là 13.800 đô. Qua món số 18, thì Bích, trước khi qua món số 18, Bích nhắc quý vị đừng quên lên YouTube nha quý vị. YouTube của tuần này á, là quý vị đánh vô KNP Đại Phát thì nó là tuần này là chữ P phở là 232 trở lại, trở đi rồi đó quý vị. Qua món số 18 là một cái chiếc nhẫn xoàng kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng là 45 viên xoàng nhỏ cộng với một cái viên xoàng chính giữa là 6 ly 2 nước hex color mà IF cộng với 3 cái excellent, cái fluorescent đó là nên. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 6.600 đô rồi. On sale ngày hôm nay là 5.430 đô. Cái xoàng 6 ly 2 mà nước hex color IF chỉ có là 4.650 đô. Cái nhẫn xoàng là 780, hai cái cộng lại là 5.430 đô. Qua món số 19 là một cái đôi bông tai xoàng kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 24 viên xoàng nhỏ cộng với hai cái viên xoàng chính giữa là 5 ly 1 mà nước G color. G là G John đó quý vị. VVS1 cộng với 3 cái excellent. Hai cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 3.300 đô rồi. On sale ngày hôm nay
chỉ có 2.750 đô. Cái xoàn 51 nước G Color VVS1 chỉ có 2.400 đô. Cái bông xoàn là 350, hai cái cộng lại là 2.750 đô. Qua món số 20 là một cái đôi bông tai xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 24 viên xoàn nhỏ cộng với hai cái viên xoàn chính giữa là 4.8 nước E Color VVS1 cộng với 3 cái Excellent. Cái fluorescent đó là nên hai cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mặt cũng không than. Giá thị trường là 3.500 rồi quý vị, on sale ngày hôm nay chỉ có 2.700 đô. Cái xoàn 4.8 mà là VVS1 là 2 V đó quý vị. Nước E Color có giấy giám định của quốc tế là GIA, chỉ có 2.350 đô. Bông xoàn á, cái bông xoàn 350, hai cái cộng lại là 2.700 đô quý vị. Qua món số 21 là một cái chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng là 42 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 1 carat 81 nước Hex Color mà IF cộng với 3 cái Excellent. Đường kính của viên này được 7.99. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mặt cũng không than, có cả Hot and Arrow Excellent. Giá thị trường là 19.500 đô rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có 15.100 đô. Cái xoàn 1 carat 81 mà IF mà Hex Color, on sale tuần này chỉ có 14.000 đô. Cái viên này cũng khó kiếm đó quý vị, nó hiếm lắm. Nhẫn xoàn là 1.100, hai cái cộng lại 15.100 đô. Cái viên này nó đẹp ở chỗ này là nước Hex nó quá trắng mà được IF thì quá đẹp. Thay vì quý vị đeo cái viên này nhìn thì là nó giấy tờ là 1 carat 81 nhưng mà nhìn trên tay là giống hộp 2 carat, thì hộp này nếu như tính ra hộp này nó quá rẻ quý vị. Qua món số 22, một cái đôi bông tai xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 24 viên xoàn nhỏ cộng với hai cái viên xoàn chính giữa là 4.7 nước Eye Color mà được IF cộng với 3 cái Excellent. Cái fluorescent đó là nên hai cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 2.500 rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có 1.850 đô. Cái xoàn 4.7 IF mà nước Eye Color chỉ có 1.500 đô. Bông tai là 350, hai cái cộng lại là 1.850 đô. Qua món số 23 là một cái đôi bông tai xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng là 16 viên xoàn, mỗi viên là 2.2 VS1 mà nước E Color cộng với hai cái viên xoàn, mỗi viên là 5.2 nước Hex Color. Hex là quả trắng rồi quý vị, mà được IF mà cộng thêm 3 cái Excellent, mà có cả Hot and Arrow, có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Cái fluorescent nó là nên hai cái viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 4.500 đô, on sale ngày hôm nay chỉ có là 3.680 đô. Cái xoàn 4.2 mà nước Hex Color là nước hát đó quý vị, IF thì sạch tuyệt vời, chỉ có 3.100, bông tai là 508, hai cái cộng lại là 3.680 đô, quá rẻ quý vị. Qua món số 24 là một cái mặt xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 65 viên xoàn nhỏ cộng với một cái viên xoàn chính giữa là 4.9 nước E Color VVS1 cộng với 3 cái Excellent. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 2.800 đô rồi, on sale ngày hôm nay chỉ có 2.200 đô. Cái xoàn 4.9 VVS1 nước E Color chỉ có là 1.450 đô. Cái mặt xoàn là 750, hai cái cộng lại là 2.200 đô. Đây là 24 món, mong quý vị gọi vô
cho KNP Đại Phát ở số phone là 714-305-8089 quý vị nhé. Cảm ơn chị Bích, và sau đây Phạm Khanh sẽ lặp lại những món nữ trang từ món số 17 đến món số 24 trong chương trình ngày hôm nay. Món số 17 đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 60 viên xoàn nhỏ, còn một viên xoàn 2K06 nước K Color IF 3 Excellent giá 13.800 đô. Món số 18 đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 45 viên xoàn nhỏ, cộng một viên xoàn 62 nước H Henry Color IF 3 Excellent giá sale là 5.430 đô. Và món số 19 đó là một đôi bông tai xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 24 viên xoàn nhỏ, cộng hai viên xoàn 51 nước J John Color giá sale là 2.750 đô. Và món số 20 đó là một đôi bông tai xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, 4.8 nước E-Color BBS Country Excellent, giá on sale là 2.700 đô. Và món số 21 đó là một chiếc nhẫn xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 42 viên xoàn nhỏ, cộng một viên xoàn 1K81 nước Hatch Henry Color IF Tree Excellent, giá on sale là 15.100 đô. Và món số 22 đó là một đôi bông tai xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 24 viên xoàn nhỏ, cộng 2 viên xoàn 47 nước I Color IF Tree Excellent, giá sale là 1.850 đô. Và món số 23 đó là một đôi bông tai xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 18 viên xoàn nhỏ, 22 VS1 nước E Color, giá sale là 3.680 đô. Và món số 24 đó là một mặt xoàn kiểu Hồng Kông vàng trắng 18K, có khoảng 65 viên xoàn nhỏ, cộng một viên xoàn 4.9 nước E Color VBS Country Excellent, giá on sale là 2.200 đô. Bây giờ thì xin mời quý vị gọi vào cho chị Bích ở số điện thoại là 714-305-8089 để order những mặt hàng mà chúng tôi vừa giới thiệu. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại và sau đó chúng tôi sẽ trả lời ngay. KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ Kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ Kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị, hợp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699. KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàn GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàn 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ Kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ Kim. Hộp xoàn GIA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàn GIA giá trị, hợp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699. Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Talk Show giới thiệu về trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát. Và quý vị mua vàng và hộp xoàn tại trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát thì không phải hồi hộp, không đấu giá, không chờ đợi. Chỉ cần làm một việc duy nhất là ngồi xuống ghi lại những cái số thứ tự của những món nữ trang mà quý vị yêu thích, nhấc điện thoại gọi ngay đừng chần chờ ở số điện thoại của trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát, và phải gặp đúng chị Bích là chủ nhân của tiệm đây để mà chắc chắn rằng quý vị đã order và giữ lại món nữ trang đó, và sau đó xin mời quý vị đến để pick up tại trung tâm hộp xoàn KNP Đại Phát nằm trên lầu 2 thương xá Phước Lộc Thọ. Số điện thoại là 714-305-8089. Chúng tôi cũng nhận ship hàng đi tất cả các tiểu bang Hoa Kỳ. Nếu quý vị có nhu cầu order, xin gọi ngay chị Bích 714-305-8089. Bây giờ thì chị Bích sẽ giới thiệu những món nữ trang còn lại trong chương trình Talk Show hôm nay. Xin mời chị. Dạ, cảm ơn Phạm Khanh. Đây là món số 25 đó quý vị. Là một cái chiếc nhẫn xoàn vàng trắng 18K. Có khoảng là 10 cái viên xoàn hai bên, mỗi viên là 2 ly, 2 ly 2 quý vị. Cộng thêm một cái viên xoàn chính giữa là 2 carat 01 nước K Color VVS2 cộng với 3 cái Excellent. Đường kính của viên này được 8 ly 06. Viên này có giấy giám định của quốc tế đó là GIA, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 14.000 đô rồi quý vị. On sale ngày hôm nay chỉ có là 10.900 đô. Cái xoàn 2 carat 01 mà nước Key Color VVS2, cái hộp này nó là VVS2, nó rất sạch quý vị. Nhìn giống như VVS1 vậy, nó không nhìn thấy VVS2 tí nào cả, nó như VVS1, nó quá sạch.
là chỉ có 10.500 đô. Cái nhẫn xoàng là 400, là hai cái cộng lại là 10.900 đô. Quý vị, VVS2 nó có rất 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 nhiều VVS2. Nhiều cái VVS2 mình nhìn thấy nó dơ lắm. Nhiều cái VVS2 nó bị rớt xuống là VVS2 mà nó chỉ có một cái pinpoint đáng để mua. Thành ra là nhiều cái là VVS2 sạch thì Bích mới lấy. Còn VVS2 dơ quá, Bích không bao giờ đấy. Even nó bán rẻ, Bích cũng không mua. Thành ra là những cái viên quý vị đã mua VVS2 của Bích là Bích đã tuyển chọn nó y như VVS1 mặc thường không thấy gì hết. Thì Bích mới lấy những cái viên đó về cho quý vị. Qua món 26, có một cái viên xoàng là 1 carat 51. Nước J color là J John đó quý vị. VVS1 là 2 vi sạch đẹp cộng với 3 cái excellent. Có cả hot and arrow tức là 8 trái tim và 8 mũi tên. Đường kính của viên này được 7 ly 44. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Coi như là viên này quá tuyệt vời. Even nó là nước chi, chi John của quý vị, nó rất trắng quý vị. Giá thị trường là 9.000 đô rồi, on sale tuần này chỉ có 7.350 đô. Quý vị mua cái viên này còn rẻ hơn những cái viên không có giấy quý vị. Qua món số 27 là có một viên xoàng 1 carat 58, 1 carat 58 mà nước key color nó thấp hơn nước chi một nước. VVS1 là 2 vi sạch đẹp tức là không bọt không than quý vị, cộng với 3 cái excellent. Viên này có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Excellent. Đường kính của viên này cũng là 7 ly 47. Viên này có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 8.500 đô rồi. On sale ngày hôm nay thật hấp dẫn, chỉ có 6.900 đô, chưa tới 7.000. Quý vị đã đeo được 1 carat 58 thì tuyệt vời quý vị. Qua món số 28, có hai cái viên xoàng, mỗi viên là 1 carat 01. Quý vị có thể làm đôi bông tai. Nước G color là G cho nó quý vị. VVS1 là 2 V thì quá sạch rồi. Cộng với 3 cái excellent. Có cả hot and arrow excellent tức là 8 trái tim và 8 mũi tên. Đường kính của viên này, một viên là 6 ly 44, một viên là 6 ly 52. Có cả hot and arrow tức là có cả 8 trái tim và 8 mũi tên. Hai viên này đều xuất sắc cả. Hai viên này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Quý vị nào muốn mua một viên cũng được, mà muốn mua hai viên để làm bông tai cũng được quý vị. Giá thị trường là 10.000 đô rồi. On sale ngày hôm nay chỉ có 8.100 đô. Nếu quý vị mua một viên chỉ có là 4.050 đô, thì quý vị lấy hai viên thì 8.100 đô quý vị, quá tuyệt vời. Qua món số 29, có bốn cái viên xoàng 5 ly 3, bao nhiêu cũng bán hết quý vị. 5 ly 3 mà nước E color mà được IF nữa quý vị, cộng với 3 cái excellent. Có cả hot and arrow excellent tức là 8 trái tim 8 mũi tên. Những cái viên xoàng 5 ly 3 tuần nào cũng có mà lúc nào cũng hết quý vị. Bốn cái viên xoàng này đều có giấy giám định của quốc tế, đó là GIA. Sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Có cả 8 trái tim và 8 mũi tên nha quý vị. Giá thị trường là 10.800 đô. On sale ngày hôm nay chỉ có là 8.800 đô. Quý vị, mỗi viên chỉ có là 2.200 đô. Mà nước 5 ly mà được có hộp xoàng 5 ly 3. Nước E color là IF quý vị. Quý vị lấy một viên cũng được, quý vị muốn lấy hai viên cũng được, hoặc là quý vị lấy hết cả bốn viên cũng sẽ ok. Qua món 30, có một cái chiếc nhẫn xoàng 5 hộp quý vị. Vàng trắng 18K. Mỗi viên là 3 ly 6 là 9 nút đó. VVS1 là nước E color là 2 vi nha quý vị. Những cái viên xoàng của Bích rất là trong mà sạch. Mà nước y thì quá trắng, sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 1.800 đô. On sale ngày hôm nay chỉ có 1.430 đô.
cái xoàng 3 ly 6 VVS1 là 2 viên mà nước e-color mỗi viên là 250 nhân 5 là 1250, cái vỏ xoàng là 180, hai cái cộng lại là 1430 đô. Tại vì cái vỏ xoàng này nó hơi nặng một chút thì là 180, cái vỏ xoàng nhẹ một chút thì 150 quý vị nhé. Qua bón 31 là có một cái đôi bông tai xoàng 4 ly VVS1 mà nước y khọ là 4 cháu sạch đẹp, không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 1080 đô. Còn cái on sale ngày hôm nay chỉ có 880 đô. Cái xoàng 4 ly VVS1 chỉ có là 400 đô một viên nhân 2 là 800, còn cái đôi bông tai là 80, là hai cái cộng lại là 880 đô quý vị. Những cái đôi bông tai 4 ly hoặc là 3 ly rưỡi, 3 ly 6 lúc nào ở ngoài tiệm Bích cũng có. Quý vị cứ việc gọi vô là muốn đôi nào Bích cũng làm cho quý vị đôi đó. Qua món số 33 quý vị là special 33 là một cái viên xoàng là 3 carat, 31 là 7 nút đó quý vị. Nước G color là G cho nó quá trắng. VVS1 cộng với 3 cái excellent. Có cả hot and arrow excellent, đường kính của viên này được 9 ly 52. Là qua 9 ly rưỡi thì dĩ nhiên những cái viên đó thì rất mắc rồi quý vị. Dạ, viên này có giấy giám định của quốc tế đó là GIA, sạch đẹp không bọt mà cũng không than. Giá thị trường là 38.000 đô, 38.000 đô. On sale ngày hôm nay chỉ có 30.800 đô, 30.800 đô. Đây tất cả là 33 món quý vị. Mong quý vị gọi vô cho KNP Đại Phát ở số phone là 714-305-8089. Quý vị đừng quên lên YouTube coi đi coi lại. Nhớ là KNP Đại Phát ở cái pay chỗ là 232 rồi đó quý vị nhé. Cảm ơn chị Bích. Sau đây Phạm Thanh sẽ lặp lại những món nữ trang còn lại trong chương trình ngày hôm nay. Món số 25 đó là một chiếc nhẫn xoàng vàng trắng, có khoảng 10 viên xoàng nhỏ cộng một viên xoàng 2 carat 01, nước khe color VVS2 3 excellent, giá on sale là 10.900 đô. Món số 26 có một viên xoàng 1 carat 51 J-John color VVS1, giá on sale là 7.350 đô. Và món số 27 có một viên xoàng 1 carat 58 nước khe color VVS1 3 excellent, giá on sale là 6.900 đô. Món số 28 có hai viên xoàng 1.1 carat mỗi viên là có nước J-John color VVS1 3 excellent, giá on sale là 8.100 đô. Món số 29 là có 4 viên xoàng 5 ly 3 nước e-color IF 3 excellent hot and arrow. 4 viên này đều có giấy giám định của GA, giá on sale là 8.800 đô. Món số 30 có một chiếc nhẫn xoàng 5 hộp vàng trắng 18K mỗi viên là 3 ly 6 VVS1 nước e-color, giá on sale là 1.430 đô. Và món số 31 là có một đôi bông tai 4 ly VVS1 nước e-color 4 cháu, giá on sale là 880 đô. Và món số 33 là có một viên xoàng 3 carat 31 nước J-John color VVS1 3 excellent, giá on sale là 30.800 đô. Xin vị gọi ngay cho chị Bích ở trung tâm hộp xoàng KNP Đại Phát ở 714-305-8089. Và thưa quý vị, chương trình Talk Show với Phạm Khanh và chị Bích từ trung tâm hộp xoàng KNP Đại Phát đến đây đã hết giờ rồi. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt. KNP Đại Phát Jewelry chuyên bán vàng hộp xoàng GIA và đủ các loại nữ trang hiếm quý được khách hàng tin tưởng và ủng hộ trên 25 năm qua. Để cảm tạ quý khách, chúng tôi có giá thật hấp dẫn: hộp xoàng 4 ly VVS1 nước Y 400 Mỹ Kim, 4 ly rưỡi 700 Mỹ Kim. Hộp xoàng GIA với giá đặc biệt chỉ có tại KNP Đại Phát Jewelry trên lầu Phước Lộc Thọ, căn 214, gian hàng số 8 và 9. KNP Đại Phát Jewelry sẽ đem đến khán giả Lido Song TV những viên hộp xoàng GIA giá trị hợp túi tiền. Kính mời quý vị đón theo dõi 714-890-0699.